chính là việc áp dụng Nghị định số 144/2020/NĐ-CP về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Cơ bản điểm mới của Nghị định 144 này sẽ là cắt giảm, đơn giản hóa rất nhiều những thủ tục hành chính trong việc xin phép tổ chức các cuộc thi người đẹp. Cụ thể là có 6 trên 10 thủ tục hành chính đã được cắt giảm. Và thứ hai đó là việc phân cấp cho các địa phương. Hoạt động được tổ chức ở địa phương nào thì thực hiện thủ tục hành chính với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ở địa phương đó. Chúng tôi phải nói ngay rằng đơn giản hóa thủ tục và phân cấp về địa phương quản lý, đây là xu hướng quản lý các hoạt động nghệ thuật biểu diễn của nhiều nước trên thế giới. Và con số 25 cuộc thi được tổ chức trong một năm cũng chưa phải là nhiều đâu nếu như so nó với 60 cuộc thi người đẹp vẫn diễn ra hàng năm tại Philippines chẳng hạn. Tuy nhiên, nếu chỉ có nhiều cuộc thi được tổ chức thì đã là một nhẽ. Ở đây thì chất lượng của các cuộc thi này mới là dấu hỏi lớn, làm dấy lên nhiều quan điểm trái chiều. Cá nhân mình thì mình cũng không phải là fan trung thành nên là mình cũng thấy hơi loạn. Mình cũng không biết được là phân biệt là cuộc thi hoa hậu nào với cuộc thi hoa hậu nào. Việt Nam bây giờ là ra đường là thấy hoa hậu ấy. Như hôm trước là Việt Nam sau một đêm có thêm hai hoa hậu mới. Mình thấy việc hoa hậu nó hiện tại hơi nhiều. Nó là phần nào nó mất đi cái giá trị với cả cái sự ý nghĩa của danh xưng hoa hậu ấy. Nhiều cuộc thi không thể phân biệt được ai với ai. Đó là bình luận của nhiều khán giả khi theo dõi thông tin về các cuộc thi Hoa hậu năm nay. Về phía cơ quan chức năng, Nghị định 144 ra đời đã góp phần giảm bớt thủ tục, tập trung tiền kiểm hậu kiểm. Nhưng thực tế triển khai đã phát sinh các cuộc thi kém chất lượng, một số cuộc thi sai phạm dẫn tới bị xử lý. Các cái ý kiến của dư luận xã hội có lý do chính đáng của nó. Vì chúng ta thấy rằng là có khá nhiều các cái cuộc thi bị soi, bị bàn bạc về cái câu chuyện là chất lượng nó không được như cái mà chúng ta mong muốn. Hoặc là có những cái lùm xùm ngay sau cuộc thi về chuyện là mua giải hay là các yếu tố liên quan khác. Thế thì điều này nó chắc chắn phải có những cái lý do nào đó. Và một trong những lý do mà chúng ta có thể nghĩ đến ngay ấy, đó là cái việc cấp phép từ các cái địa phương chắc chắn là có những cái vấn đề cụ thể nào đó. Mà cái mà chúng ta nghĩ đến ngay ấy, có thể là do cái sự dễ dãi, cái việc là chưa ý thức hết được về cái tầm quan trọng và cái sự nghiêm trọng trong việc là tổ chức các cái cuộc thi này. Nhìn ở góc độ khác, theo bà Phạm Kim Dung, đại diện đơn vị tổ chức nhiều cuộc thi nhan sắc uy tín trong nước, việc có thêm nhiều cuộc thi cũng góp phần tạo ra sân chơi cho các thí sinh rèn luyện kỹ năng, kinh nghiệm, tiếp cận tiêu chuẩn của các cuộc thi nhan sắc quốc tế. Nếu xét về mặt tích cực thì nó là một cái tín hiệu đáng mừng cho cái ngành công nghiệp hoa hậu của đất nước chúng ta. Chúng ta sẽ có cơ hội để có nhiều hoa hậu đẹp, nhiều á hậu đẹp để không chỉ là làm những cái việc có ích cho xã hội, cho cộng đồng mà còn có thể để tham gia các cuộc thi quốc tế rất là chất lượng. Tôi cho rằng là cái điều đó nó không ảnh hưởng tới giá trị các hoa hậu, mà có ảnh hưởng, có giảm hay không là do chính các hoa hậu đó có tạo ra được cái giá trị cho mình đối với cộng đồng hay không. Thực tế cho thấy, có những hoa hậu không ai nhớ mặt, nhớ tên ngay sau khi bước ra khỏi cuộc thi. Cũng có những hoa hậu duy trì được sức ảnh hưởng, tích cực đóng góp cho cộng đồng. Đó là minh chứng cho việc cuộc thi nào có chất lượng, cuộc thi nào không. Vâng, trên các mặt báo, các trang tin thì thông tin về các cuộc thi hoa hậu xuất hiện dày đặc và thật sự là bùng nổ trong năm nay. Bây giờ thì quay lại với câu hỏi đó là vì sao số lượng lại nhiều như thế, hoặc là vì sao chúng ta lại có cảm giác nhiều như thế, thì xin được lý giải như thế này. Thứ nhất ấy, nó bao gồm các cuộc thi đã dồn lại từ 2 năm trước và do dịch bệnh Covid-19 mà nó không thể tổ chức được dù đã được cấp phép. Thứ hai, trong số những cuộc thi hoa hậu được truyền thông trên các báo, trên các trang thông tin đại chúng thì có những cuộc thi vi phạm khi mà chưa được phép đã tổ chức thi, đã tổ chức truyền thông rồi. Như là thời gian vừa qua thì đơn vị tổ chức Miss Peace Việt Nam đã bị phạt hành chính do tổ chức vòng sơ tuyển không phép tại thành phố Hồ Chí Minh. Hay là một trường hợp khác cũng bị xử lý, đó là Hoa hậu Thiếu niên Việt Nam. Trước các sai phạm này thì mới đây Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng đã có văn bản đề nghị Cục Nghệ thuật biểu diễn, các sở, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành cần phải ra soát, kiểm tra, theo dõi việc tổ chức các cuộc thi người đẹp, người mẫu hiện nay, quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng các cuộc thi này. Vâng ạ, và cũng có một sự thật mà chúng ta thấy đó là chưa xét đến chất lượng của các cuộc thi, thế nhưng mà dường như là có rất nhiều cuộc thi sắc đẹp. Trong tên của các cuộc thi này thì đều có hai từ, đó là Hoa hậu hay là Việt Nam.
Vâng ạ, Hoa hậu Việt Nam như quý vị nhìn thấy ở đây. Và đây chỉ là một số cuộc thi mà chúng tôi liệt kê ra thôi. Và nếu như mà so với trước đây thì chỉ có rất ít cuộc thi được cấp phép với tên danh hiệu này. Còn lại thì có thể là hoa khôi hay là người đẹp. Nhưng mà nay với sự xuất hiện dày đặc của hai từ này thì cũng khiến cho người xem có cảm giác là bị nhiều. Trong khi thì mỗi cuộc thi lại có những tiêu chí chọn thí sinh riêng, những thông điệp riêng, lan tỏa nét đẹp văn hóa vùng miền riêng. Vậy thì nên không nếu như mà chúng ta làm rõ hơn những điểm riêng đó trong cuộc thi. Giả sử như là có một công thức như thế này ạ. Tên hoa hậu cộng với địa phương. Ví dụ như là người đẹp miền cao nguyên đá để tôn vinh vẻ đẹp văn hóa con người Hà Giang, hay là hoa khôi Nam Bộ, hoặc là người đẹp xứ Tuyên chẳng hạn ạ. Vâng, đó hoàn toàn có thể là một gợi ý hợp lý đúng không ạ? Thế còn ở góc nhìn của các chuyên gia thì có một đề xuất như thế này. Xác định quy mô ngay từ việc đặt tên các cái cuộc thi sắc đẹp ấy, đó cũng là một cái giải pháp tốt. Chúng ta phải có những cái tiêu chí hết sức là cụ thể. Trong cái tiêu chí đó thì xác định là cuộc thi nào là quy mô quốc gia, cuộc thi nào là quy mô cấp vùng và cuộc thi nào là quy mô cấp địa phương. Và từ cái câu chuyện đó thì chúng ta sẽ xác định được, phân loại được và từ đó định hướng được cái sự quan tâm của dư luận, tránh đi cái tình trạng là nhập nhèm trong việc là đặt tên các cái cuộc thi. Vâng, như vậy thì việc đặt tên phân theo quy mô của cuộc thi thì cũng là một giải pháp ạ. Và quả thật là nếu như mà có quá nhiều người với danh xưng hoa hậu thì đến tôi hay là bản thân quý vị cũng khó có thể nhớ được hết mặt hay là hết tên của các cô. Thế nhưng mà những người đẹp gây ấn tượng thì hầu hết là đều bước ra từ những cuộc thi lớn và chất lượng, uy tín. Có một cô gái đã trở thành hiện tượng trong suốt năm qua và gây tiếc nuối khi mà kết thúc nhiệm kỳ của mình vào ngày 25 tháng 10 vừa rồi, tức là ngày thứ ba vừa rồi đó ạ. Đó là Hoa hậu Hòa bình Thế giới Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Cô từng tạo ra cú nổ lớn khi là đại diện Việt Nam đầu tiên chiến thắng tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. Và trong suốt một năm qua thì Thùy Tiên không ngừng lan tỏa những thông điệp hòa bình tích cực với những chuyến đi tới 13 quốc gia. Và thật sự là chứng minh được vẻ đẹp của tiêu chí 3B, đó là ngoại hình, thần thái và trí tuệ. Vâng, để có được thành tích ấy thì Thùy Tiên cũng đã trải qua nhiều cuộc thi trong nước và cả quốc tế nữa. Từ đó mà cô ấy có thêm trải nghiệm, có thêm kỹ năng trình diễn, ứng xử, có thêm sự tự tin và năng lượng mà chúng ta có thể cảm nhận được một từ là rất mạnh mẽ từ cô gái này. Bởi vậy cũng đúng khi mà nói là có nhiều cuộc thi đã tạo thêm sân chơi, tạo thêm kinh nghiệm cho những cô gái của chúng ta. Vâng, về bản thân tôi thấy thì có lẽ là việc thi sắc đẹp thì không phải là bây giờ mới có mà cũng đã có lịch sử từ rất là lâu rồi. Và các cấp trường thì còn có bé khỏe bé đẹp. Đại học thì có hoa khôi trường như là hoa khôi trường ngoại thương như chính tôi đã tham gia. Và theo lý mà nói thì việc tổ chức thi là đúng pháp luật, thí sinh chọn đi thi cũng có gì là sai phạm đâu đúng không ạ? Các cuộc thi là để tôn vinh cái đẹp, vậy là nên chăng thì chúng ta hãy coi đó là chương trình văn hóa hay là giải trí thôi. Vâng, và câu hỏi rằng nhiều cuộc thi hậu thì sao? Câu trả lời có lẽ nằm ở chính chúng ta, những vị khán giả đang theo dõi chương trình. Hay thì xem, không thích thì có thể chuyển kênh. Sự ủng hộ hay là theo dõi từ dư luận cũng chính là thước đo chất lượng để sàng lọc các cuộc thi nào nên ở lại.